Alo. Chiều mai ấy về. Sao? Khổ quá, tao nói cấm có sai mà. Chiều nay còn qua chú Thuận ở bên Nghĩa Hưng. Thế nhá, chiều gọi sau nhá. Cô Thu ạ. Bác Chào cháu. Bác Giang đúng không ạ? Đúng rồi, bác là bác Giang. Ngồi đi. Dạ. Cô gọi luôn nước cho cháu rồi đấy. Cháu cảm ơn ạ. Cháu xin lỗi. Tại vì lâu ngày rồi cháu không gặp bác nên là cháu không nhận ra. Có gì đâu mà phải xin lỗi, bác cũng không nhận ra mà. May có cô Thu, chứ không có thì bác cháu Bình ở ngoài đường chắc giống như người dưng ấy nhỉ. Cháu xin phép ạ. Alo, đất đai cái miếng đấy không được đâu, hướng hung, kén hách lắm. Thế nhá. Cháu bận rộn quá nhỉ. Dạ, công việc mà bác. Mà nhờ có mấy việc họp họ thì cháu mới biết được cô Thu. Thế mà cô đã dám làm ăn chung với cháu rồi. Công nhận, cô liều thật đấy. Có cái gì đâu mà bảo là dám làm ăn. Chẳng là hôm đấy Đông nó muốn mua một mảnh đất, thế nhưng mà lại thiếu tiền. Nói với lại các bác, các chú là có ai có thì cho cháu nó vay một ít. Thế nhưng mà có ai có đâu. Em lại thấy cái miếng đất ấy được, thế đâm ra là thôi thì đánh liều, thử vận may một tí. Đấy, cuộc đời đôi khi cũng phải liều một tí. Cháu nha. Cô Thu đánh liều, nhưng mà cháu á, toát hết mồ hôi hột đấy cô ạ. Cháu á, lần đầu tiên là cầm tiền, đầu tư với người khác. Chứ bình thường á, có những cái mảnh nó ngon đẹp, là cháu á, vay tiền, xong cháu tự đi mua. Thế á, chả sợ ai, mà cũng chả liên lụy đến ai cả. Đúng là tuổi trẻ tuyệt thật đấy. Bác à, phải học đấy. Dạ. Bây giờ chính bác Giang cũng đang muốn đầu tư đấy. Cháu xem có mảnh nào không? Bác Giang muốn đầu tư ấy ạ? Nhưng mà cháu nghe nói ở dưới quê, bác Thanh với bác Giang là khá lắm. Bác mà có nhiều tiền thì bác cứ đầu tư mấy cái dự án lớn, uy tín. Chứ còn cháu toàn mảnh nhỏ mà pháp lý lại không an toàn. Chẳng qua là muốn lãi hơn ngân hàng một tí, chứ có phải là đầu tư gì đâu ạ? Bác cũng không có nhiều đâu. Nói ra thì hơi ngại, nhưng mà đây là tiền tiết kiệm riêng của bác, gửi ngân hàng trả được đáng bao nhiêu. Với cả bây giờ tuổi này rồi, cái việc nhà nó cũng bớt bớt đi, tự nhiên bác nghĩ là cũng muốn có sự nghiệp riêng một tí mà. Người rảnh thì tốt, chứ tiền rảnh thì hơi tiếc cháu nhỉ. Đúng kìa. Bảo là không gọi công việc ạ. Nhưng mà bác Giang này, cháu làm với cô Thu nốt lần này thôi là cháu dừng ạ. Ấy, chứ cầm tiền của người khác đi làm ăn cháu căng thẳng lắm. Có gì đâu mà căng thẳng hả cháu? Bác cháu mình là họ hàng mà, có phải người dưng đâu. Nói thật nhá, bác không cần nhiều lãi đâu. Với cả bác với cả cô Thu cũng không vội. Đúng rồi. Phải đấy. Thôi thì cô với lại bác Giang nhờ cháu giúp. Thứ nhất ý, thì mình là họ hàng với nhau, tin tưởng giúp đỡ lẫn nhau. Thứ hai nữa là em cũng đã làm việc với cháu rồi, thế đâm ra là rất uy tín. Ba người chúng mình chung nhau vào, cố gắng giúp đỡ nhau để kiếm gọi là đồng ra đồng vào chị nhờ. Gọi là thêm mớ rau còn cá thôi. Đúng rồi. Cô Thu. Thôi. Thôi mà. Bác cũng như là cô Thu thôi. Cô với bác như nhau ấy mà. Cố gắng giúp bác đi. Thôi thì cô Thu đã nói như vậy thì cháu cũng đồng ý là cho bác Giang làm cùng ạ. Cảm ơn cháu nhá. Nốt lần này thôi đấy ạ. Được rồi. Thế bác có bao nhiêu ạ? Bác có 300 với cả cô Thu nữa. Thế thì xem có cái mảnh nào nó phù hợp không cháu. Cái này để cháu xem xét ạ. Xem đi. Cháu xin phép. Nghe tôi đi nhá. Cái gì vậy? Hôm nay có phải ngày gì đặc biệt đâu nhỉ? Đúng không? Sao tự nhiên lại tặng quà? Bất ngờ thì cần gì đúng dịp.
Ghê nhỉ. Bí mật thế cơ à? Bạn thử bật mí tí xem nào. Không khéo tí nữa lại giật mình ngã ngửa ấy. Bật mí nhá. Cái này là một thứ anh rất thích. Mà mẹ lại không đồng ý. Mẹ không đồng ý à? Mẹ ơi, trông yêu chưa? Mắt to nha, xong rồi chân ngắn, nhìn chạy yêu cực kỳ luôn. Mẹ chả thấy yêu gì cả. Thế xem thử giống này nó nhỏ nhỏ ấy, cực kỳ khôn luôn này. Nuôi chó ở trong nhà nó chạy lung tung, vệ sinh bừa bãi, ai dọn? Con dọn. Con đi suốt ngày. Không, nhưng mà cái giống này nó khôn, dạy nó đi vệ sinh đúng chỗ được. Để mẹ xem mấy màu lông luôn này. Còn lông lá nó rụng ra nữa. Cái dòng poodle này không hề rụng lông đâu mẹ. À đấy đúng không? Và bây giờ có cả spa cún gưng nữa, mình cứ cho đi tắm rồi lại chải lông hàng ngày này. Thơm phức luôn. Không rụng nhiều thì rụng ít. Con quên là Đức Anh nó sinh non, hô hấp kém à? Không, ngày xưa rồi chứ bây giờ phổi to lắm rồi. Đấy là do mẹ chăm tốt. Đây, cho mẹ xem thử clip này. Đấy, dậy được nó đi đúng chỗ không? Ôi, thông minh đấy. Biết giật nước luôn này. Đừng thuyết phục mẹ nữa. Mẹ. Nuôi cún thích mà mẹ. Bây giờ mình cứ đi làm về nó cứ quấn quýt ở chân ý. Như kiểu đứa trẻ con trong nhà ấy nhỉ? Quấn người cực kỳ luôn. Hai đứa thích như thế thì để con ra mà chăm. Đừng kế hoạch nữa. Đi nuôi con bé bé thôi. Không. Thì nuôi mèo nhá. Không. Đó. Đúng không? Chính là nó luôn. Thật không? Chính là nó. Đúng rồi. Đâu. Anh phải gọi đúng tên nó mới ra. À, tên nó rồi. Tên gì? Tên của nó là Đức Em. Hay không? Tên điều ấy. Thì anh là Đức Anh, nó là Đức Em. Đặt thế cho gắn kết. Gọi đi ra luôn đấy, gọi đi. Đức Em ơi. Đức Em ơi. Đức Em. Giới thiệu với anh, đây là Đức Em, thú cưng mới trong nhà mình đấy. Em trêu anh đi à? Sao? Thú cưng như con này. Này, em đố anh moi đâu ra con thú cưng đỉnh này luôn nhá. Này vừa ngoan ngoãn nghe lời này, biết chạy ra đón chủ này. Không phóng uế bừa bãi, đặc biệt nhá, biết dọn nhà đấy. Trời. Không muốn dọn nhà thì nói luôn đi. Thú cưng người ta phải biết sủa, biết ăn, biết ỉa chứ. Này. Nào. Em đi vào nuôi nhá, anh không nuôi con này đâu nhá. Rồi, nuôi chung đi. Mà đừng có gọi tên nó là Đức Anh. Đừng gọi tên nó là Đức Em, anh không có họ hàng gì với nó hết. Đức Anh nuôi Đức Em đi mà. Đức Em dễ thương này cơ mà. Sao đây, em sắp ngủ rồi. Có chuyện gì thế, em sắp đi ngủ rồi. Dẫn đang em vào nó check cái mắt. Đi thẳng con. Nào. Thắng. Nhiều tí. Dễ phải cái ông ấy. Con gái mà. Đức Em là tên con gái. Ừ. Đức Em là con gái cho nó chăm chỉ. Chứ Đức Anh lười lắm. Con bé này, hôm nay bà lạ nhà, lạ nước, lạ cái sao? Nay mỗi phòng khách thôi mà bà đi hai tiếng đồng hồ không xong. Ủa, y hệt bà chị, cứ say lên đi lòng vòng khắp nhà. Ê, đây, đi đi con. Vậy đi. Ai cho ngồi đấy? Rồi giám sát xem con bé làm việc thế nào. Khó đấy nhở? Khó quá không cho ngồi thì nằm. Rồi, khó rồi con ơi, khó thật rồi. Thế là ok. Bố nhăng thực sự. Lại muốn gây sự à? Hả? Có thích gây sự không? Đùa làm sao nữa? Mình là sao đây ta? Lại chẳng thức giấc chung trên một chiếc ga giường.
Ngủ ngon. Đùa. Minh à, Minh à, sao nói cơn mưa đến xua tan bình yên. Nhanh thực sự. Ngày tháng đã qua và nỗi nhớ thiết tha, siết cánh tay rồi nghe đôi mắt cay, những ước mơ đưa mình sát lại, qua hết đêm mong chờ ban mai, tình yêu lớn lên vườn cành đâm chồi, nào nắm lấy tay anh này em hỡi. Suốt đời dừng xây giấc mơ tuyệt vời để ta gọi tên lúc buồn vui, cuộc đời như bức tranh muôn màu, niềm vui và những thương đau chỉ làm ta thêm nhớ mong về nhau. Ngày tháng đã qua và nỗi nhớ thiết tha, siết cánh tay rồi nghe đôi mắt cay, những ước mơ đưa mình sát lại, qua hết đêm mong chờ ban mai, tình yêu lớn lên vườn cành đâm chồi, nào nắm lấy tay anh này em hỡi. Hãy cùng mang nụ cười đón bình minh sáng ngời, khi tay nắm tay giữa trời mây bình yên từng phút giây. Hãy cùng mang nụ cười đón bình minh sáng sớm, quên đi những âu lo từng mang, mình cứ yêu bình yên thôi. Ngày tháng đã qua và nỗi nhớ thiết tha, siết cánh tay rồi nghe đôi mắt cay, những ước mơ đưa mình sát lại, qua hết đêm mong chờ ban mai, tình yêu lớn lên vườn cành đâm chồi, nào nắm lấy tay anh này em hỡi. Em đi đâu à? Em đi có việc tí nhá. Việc gì đấy? Anh cứ biết thế đã. Khi nào xong em sẽ nói chuyện với anh sau. Tôi đi có việc. Cô chuẩn bị đồ ăn cho anh Thanh nhá. Có khi tôi về muộn đấy. Chị đi đâu mà mặc cứ như đi hội thảo đấy. Sao bộ này em chưa thấy mặc bao giờ nhỉ? Tôi mới mua đấy, được không? Ui, đẹp, bảy sắc cầu vồng. Vội thế, có việc gì à? Bí mật, cô có giữ được miệng bao giờ đâu. Eo. Eo cái gì? Thành công thì tôi nói, mà có khi nói cô cũng chả hiểu đâu. Ờ, sao chị nói em thế? Này, mà chị nói cứ như mấy đứa ở quê em ấy, chúng nó lên thành phố lập nghiệp á, rất là bí hiểm. So sánh, so sánh. Có kết quả, tôi tâm sự. Được chưa? Nhớ nhé. Làm gì? Làm gì? Chơi bẩn, chơi xấu mẹ. Xếp chưa đọc. Ông chơi xấu ấy rõ ràng. Quân tử có thể thức thời. Thôi thôi thôi. Ôi, hết giờ khởi động buổi sáng rồi, đi về làm việc đi các em. Vâng ạ. Thằng chơi bẩn ít dám chơi với cả sếp. Alo ạ. Đức Anh à? Chưa con với cả cái Hân về ăn cơm với bố mẹ nhé. Trưa nay luôn ạ. Sao gấp thế ạ? Ừ. Mấy ngày hôm nay mẹ con hơi buồn. Chắc là hơi lẩn quẩn rồi. Bố cũng biết là hai đứa bận, nhưng bận gì thì bận, cũng phải thỉnh thoảng về ăn cơm với bố mẹ để kết nối gia đình với nhau. Bố ít ở nhà nên không biết chứ, mẹ toàn thế. Ở nhà ít hay nhiều không quan trọng. Quan trọng là quan sát sự thay đổi của người thân ở chính bên cạnh mình. Bố đồng ý cho hai đứa ra ngoài ở riêng,
là để muốn các con tự lập hơn, tự do hơn. Nhưng không có nghĩa rằng là các con vô tâm với chính mẹ mình như vậy. Dạ vâng ạ. Con chào bố. Bố mẹ nhắn trưa nay về nhà ăn cơm đấy. Bố mẹ gọi thật hay là chán cơm vợ thèm cơm chị Thoa? Anh trai mình dạo này có gì mà vui thế nhỉ? Anh mày lúc nào chả vui. Check file rồi. Ờ. Thế con em mình dạo này nào? Ổn không? Em vẫn ổn mà. À thúng đây. Thật. Này. Lúc hôm mà mày xin nghỉ ấy, thằng Nhân nó cũng xin về quê luôn. Thế ạ? Mỗi thế thôi. Vâng. Khá quá nhỉ. Thế là ổn thật đấy. Ok rồi nhá. À, anh. Mẹ anh dạo này đang có chuyện gì à? Sao mỏi thế? Em thấy dạo này á, mẹ em với mẹ anh gặp nhau suốt. Thì sao? Nhưng mà toàn gặp nhau sáng sớm thôi. Sáng sớm nay bác đã qua nhà em rồi. Ăn mặc điệu lắm. Cứ như kiểu sắp đi sự kiện ý. Thế à? Người ta bảo là cuộc sống mà bình yên quá ấy, con người ấy, trở nên yếu đuối. Như chị đây này, từ cái lúc xuống tiền để đầu tư đất, thế là đầu óc chẳng lúc nào yên. Bụng dạ nó cứ như là có sôi ở trong đấy ấy. Em hiểu mà, chị y như em lần đầu ấy. Nhưng mà sau đó em làm với nó một vài vụ, ôi nó uy tín lắm, đâm ra em cũng bớt lo, yên tâm hơn đấy. Cô làm mấy lần rồi, chứ chị lần đầu tiên. Lo quá. Không phải lo đâu, nhà chị khá giả như thế mà. 300 triệu là cái gì? 300 triệu cũng nhiều chứ. Chả bù cho nhà em ấy, vét sạch sành xanh mà em cũng có lo đâu. Thế mình cứ ngồi yên thế này chờ thằng Đông nó gọi điện thoại. Thế chị muốn thế nào? Hay là chị muốn chị em mình đi ra quán cà phê cho nó bỏ cái style này đi? Từ lúc quyết định đầu tư đất với em, lập nghiệp mới, thế là chị thay đổi style đi, cho kiểu đầu óc nó mới, tinh thần nó cũng tích cực ấy. Thấy chị mặc cái kiểu này có được không? Quá được cái chứ. Hoa mùa này đẹp quá. Hay là mình cứ gọi điện cho thằng Đông hỏi thăm nó một tí. Tùy chị mà. Mà chị có số điện thoại của thằng Đông mà. Nhưng mà em gọi ấy thì kiểu nó bình thường hơn. Chị lần đầu tiên làm ăn cùng, chị gọi nó lại tưởng là chị không tin tưởng. Nó giận thì chết. Đấy, em đã nói ngay từ đầu rồi, chị không hợp với việc này đâu. Gì thì cũng phải làm mới biết là mình có hợp hay không chứ. Nó gọi hay sao ấy? Chị nghe đi. Anh Thanh. Alo. Em nghe đây. Trưa nay anh bảo các con về ăn cơm. Em đi có việc, nhanh nhanh rồi về nhé. À vâng, vâng em biết rồi. Này, anh Thanh lại hẹn bọn trẻ con trưa nay về ăn cơm, thế nên chị không ăn cùng với em được đâu. Ờ, nhưng mà em nấu rồi. Chiều con Ngọc nó về nó ăn cũng được. Dọn hộ chị nhá. Gớm. Ông xã vừa gọi có một câu rồi cuống đít tiền. Thông cảm, thông cảm. Từng giọt buồn đã ướt khóe môi khi đêm dường như đang kéo dài.
xua tan bình yên. Lòng ta khao khát bên em. Ngày tháng đã qua và nỗi nhớ thiết tha, siết cánh tay rồi nghe đôi mắt cay, những ước mơ đưa mình sát lại. Qua hết đêm mong chờ ban mai, tình yêu lớn lên vườn cành đâm chồi. Nào nắm lấy tay anh này em hỡi.